người mà thiên hạ gọi là Giê-xu đã làm bùn sức mắt tôi và bảo, ngươi hãy đến hồ Si-lô-ê mà rửa. Bây giờ tôi đi, tôi rửa và tôi được trông thấy. Câu Kinh Thánh mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả hôm nay được trích trong bài Phúc Âm của Chủ nhật thứ 4 mùa chay, Đức Giê-xu chữa lành người mù. Bài tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giê-xu chữa một người mù từ thuở mới sinh. Mấy ngày qua, chúng ta thấy không có gì có vẻ khác biệt với các phép lạ khác mà Đức Giê-xu đã làm. Tuy nhiên, đối với Thánh Gioan, việc Đức Giê-xu làm phép lạ không chỉ đơn thuần là một phép lạ, nhưng đó là một dấu chỉ để từ đó khơi dậy và củng cố niềm tin cho các tông đồ và cho cả chúng ta nữa. Điều này được chính Thánh Sử quả quyết. Các điều đã viết đây để anh chị em tin rằng Đức Giê-xu chính là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, và bởi tin thì anh em được sự sống nhờ danh của Ngài. Thánh Gioan với một ngòi bút rất linh động đã mô tả cuộc gặp gỡ của Đức Giê-xu với người mù từ thuở mới sinh. Xin mời quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả nghe phần tóm tắt của câu chuyện gặp gỡ này. Đi ngang qua, Đức Giê-xu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh ngồi ăn xin bên vệ đường. Các môn đệ cũng thấy thế và nêu lên ngay một thắc mắc của các ông cũng như của mọi người Do Thái thời bấy giờ. Vì theo họ, bệnh tật đều do tội mà ra. Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù? Anh ta hay là cha mẹ anh ta? Đức Giê-xu không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ nói chuyện đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh ta. Nói xong, Đức Giê-xu nhỏ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta, anh hãy đi đến suối Si-lô-ê mà rửa. Si-lô-ê có nghĩa là người được sai phái, và anh ta đến rửa ở suối, khi đi về thì nhìn thấy được. Nhóm biệt phái không tin nên mở cuộc điều tra rộng rãi và cặn kẽ. Từ đương sự đến những người láng giềng và ngay cả cha mẹ của đương sự nữa. Nhưng phép lạ quá hiển nhiên, không thể nào chối cãi được vì chính người mù đã khẳng định điều đó. Kết quả là Đức Giê-xu là đấng quyền năng mở mắt kẻ đuôi mù, nhưng làm sao họ có thể chấp nhận được? Vì chấp nhận tức là chối bỏ tất cả tòa nhà đạo đức, đạo giáo của họ, nên họ quyết định gạt bỏ một sự thật hiển nhiên và gây khó dễ cho đương sự. Tuy thế anh không sợ cường quyền, cương quyết phân bua. Xưa nay chưa từng nghe có ai mở mắt một người mù từ thuở mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì không thể làm gì được. Vì lập trường cương quyết của anh mù tin vào Đức Giê-xu nên anh bị trục xuất khỏi hội đường. Nhưng Đức Giê-xu đâu có bỏ anh. Ngài xuất hiện với một sáng kiến mới, biết họ đã trục xuất anh, Ngài đến gặp anh. Và cuộc đối thoại với anh mù đã được lành, dẫn anh đến việc tuyên xưng đức tin vào Đức Giê-xu là con người. Lạy Thầy, con tin. Anh tuyên xưng và xốc mình xuống trước mặt Ngài. Qua sự việc này, André Maxadou giải thích, Đức Giê-xu đã đưa anh ta một giai đoạn quyết định từ một Giê-xu tiên tri đến một Giê-xu là con người. Đấng cứu thế đưa anh ta vào cộng đồng của thời kỳ cuối cùng. Người mù sấp mình xuống trước mặt con người, nhận ra thiên tính của Ngài. Bởi vì theo Thánh Gioan, sự thờ lạy chỉ dành riêng cho một mình Thiên Chúa và danh xưng Chúa nói lên căn tính thần linh của Đức Giê-xu. Nhận ra Đức Giê-xu như là đấng mặc khải tột cùng của Thiên Chúa, việc thờ lạy Ngài là đỉnh cao của một cuộc hành trình đức tin của anh mù. Việc chữa lành người mù này chưa ra làm hai hạng người với hai lập trường trái ngược nhau, tin và không tin, nhận và không nhận, Đức Giê-xu là con Thiên Chúa.
Joseph Potin kết luận, trong lúc người mù được thấy, người Do Thái lại lao mình vào sự mù tối. Những dấu là Đức Giê-xu đã làm cho họ thêm cứng lòng. Họ tưởng mình biết vì cho rằng mình biết mai sen và lề luật cấm chữa bệnh vào ngày Sa-ba. Thật ra họ từ chối ánh sáng thật. Với Đức Giê-xu, thảm trạng này làm thành một trường hợp phải đặt thành vấn đề trong tiến trình ý định của Thiên Chúa. Bởi lẽ những người không tin, người ngoại tìm thấy ánh sáng cho đức tin vào con người. Trong lúc đó, những kẻ thấy, những người Do Thái lại trở thành mù tối, bị lóa mắt với những sự thật giả dối của họ. Đức Giê-xu nói, vì thế họ ở trong bóng tối tội lỗi của họ. Thưa quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả, tuy khoa học nói chung và ngành y học nói riêng đã đạt được những bước tiến khá cao trong việc chữa các bệnh tật, nhưng chưa đẩy được bệnh mù. Hiện nay trên thế giới có khoảng 13 triệu người mù. Họ mù hoặc vì là do bẩm sinh, hoặc do một tai nạn, hoặc do bệnh tật gây nên. Chúng ta cũng biết rằng bệnh mù cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Chúng ta nói tới quáng gà, bệnh con mắt không phải mù mà không thấy rõ khi chập tối, giống như con gà vậy. Chúng ta nói tới thong may, bệnh làm cho mắt không thấy đường, tuy con mắt vẫn mở như người thường. Rồi đến mù tịt, con mắt không còn trông thấy gì nữa, không những không thấy những vật xung quanh, mà lúc nào cũng như ở trong đêm tối mịt mùng. Khi nói tới bệnh mù thì ai cũng hiểu là mù về thể xác, nghĩa là không trông thấy sự vật xung quanh mình. Nhưng cha Caloro trong cuốn Sợi Chỉ Đỏ có liệt kê ra những bệnh mù khác nhau và do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ngài liệt kê tính ích kỷ làm ta mù không thấy được nhu cầu của người khác. Tính vô cảm làm ta mù không thấy được những việc ta làm đau lòng tha nhân. Tính tự phụ làm ta mù không thấy tha nhân cũng có nhân phẩm như mình. Tính kiêu căng làm ta mù không thấy được khuyết điểm của chính mình. Những thành kiến làm ta mù không thấy được sự thật. Sự hối hả làm ta mù không thấy vẻ đẹp của vũ trụ, không thấy được những giá trị thiêng liêng. Và sự hời hợt làm ta mù không thấy được giá trị thật của con người và khiến ta hay lên án. Mù loà là một nỗi bất hạnh, có người còn nói thà chết còn hơn bị mù. Người mù nhất là người mù từ thuở bẩm sinh, không phải chỉ là một thiệt thòi cho đôi mắt mà còn thiệt thòi cho toàn thể con người và cuộc đời. Thế giới xinh đẹp này đã chết đi trong lòng họ, họ không có quan niệm gì về màu sắc, về hình dáng, những người thân yêu, ánh sáng và bóng tối, cũng như văn minh tiến bộ, cũng như không. Đã vậy họ còn mang nặng mặc cảm tự ti, bất an, lệ thuộc và bị bỏ rơi. Vì thế chúng ta hiểu được nỗi khao khát được sáng dù chỉ là lờ mờ. Họ làm bất cứ chuyện gì để được sáng, nhưng người mù bẩm sinh trong bài phúc âm hôm nay đã vận dụng tới cả đức tin. Lạy Ngài, con tin. Và đức tin của anh thật sáng giá. Anh tuyên xưng đức tin trước tòa án, trước công chúng và trước Đức Giê-xu đấng đã làm phép lạ cho anh. Vì tin vào Ngài mà anh bị cha mẹ tránh xa, không bênh đỡ, bị hội đồng Do Thái trục xuất ra khỏi cộng đoàn, cắt đứt mọi liên hệ trong một thời gian dài vô hạn định, và người ta lên án anh, toàn thân mày sinh ra trong đống tội lỗi. Một mình anh cô đơn, đứng riêng một phe, tách biệt khỏi cộng đoàn chỉ vì niềm tin của mình. Đức tin làm cho chúng ta cũng phải bị chia lìa với những người thân yêu nhất trong gia đình, nhưng lại làm cho chúng ta gần gũi Thiên Chúa hơn. Đức tin của người mù hôm nay cũng giúp chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình. Có người, đời sống đức tin lên xuống như nhiệt độ của kẻ bị sốt, nhất là đối với tuổi trẻ mới lớn thời nay trong xã hội này, đang đứng trước những khúc quanh của muôn dòng thác tư tưởng, nhưng không có điều nào rõ ràng cho lắm. Có người trưởng thành mà đời sống đức tin vẫn cứ lên xuống bất tử, chỉ vì họ sống theo cảm xúc, lệ thuộc vào ngoại cảnh hay vào những người chung quanh.
Một đời sống đức tin lung lay như vậy, nhất định sẽ không thể nào nhận biết được Thiên Chúa, sẽ không thể nào nắm vững được Ngài. Chưa tin nhận Ngài là đấng phải cậy tin. Ngài phán, phải thờ lạy Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Điều đó có nghĩa là phải thờ lạy Chúa với tất cả tấm lòng chân thành. Vì Thiên Chúa nhìn thấy từ bên trong, nhưng đồng thời còn phải thờ lạy Chúa trong chân lý. Trên thế giới này biết bao nhiêu người sùng kính và trung thành với giáo chủ của mình hơn chúng ta, nhưng họ không có chân lý hướng dẫn. Còn người Kitô hữu có chân lý hướng dẫn, nhưng nhiều khi lại không chịu làm theo. Thực vậy, có những người đời sống đức tin luôn thay đổi theo cảm xúc và theo tùy hứng. Đó là điều rất tệ hại. Họ không giúp ích được gì cho ai, vì chính họ cũng đang chao đảo ngả nghiêng. Ngoài ra, có những người sống cuộc sống trở nên quá êm ả bình thản, không một chút lâu, không một sự phấn đấu, đức tin của họ cũng sẽ mau phai tàn. Vì cuộc đời quá bình thản, quá dư thừa, khiến họ không còn chiến đấu và nguyện cầu nữa. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta không có một chiến tuyến nào rõ rệt để phải sử dụng đến đức tin. Đức tin lúc đó như một viên ngọc lu mờ vì không được mài giũa. Chúng ta xin Chúa đánh thức chúng ta dậy, đừng để chúng ta sống trong cảnh êm xuôi ru ngủ để rồi lìa xa Ngài. Sau cùng, có những người có đời sống đức tin đang vững chắc nhưng lại gặp nhiều thử thách cam go nặng nề của hiểu lầm, của tai ương, của bệnh tật. Trong trường hợp này, chúng ta hãy thận trọng, đừng nhìn vào quá khứ hay hiện tại, nhưng hãy vươn tới tương lai, phải nhắm tới mục đích của những khó khăn thử thách. Một người càng kiên vững thì đức tin càng bị tôi luyện cho đến một lúc gặp được chính Thiên Chúa. Đừng để cho nghịch cảnh làm chủ đời sống đức tin của mình, nhưng hãy noi gương anh mù, can đảm tuyên xưng Chúa trước mặt mọi người, vì đức tin đòi hỏi một lập trường công khai và quyết liệt. Người ta kể một câu chuyện rằng, có một người mù lúc nào cũng kết thúc lời cầu nguyện của mình bằng câu, nếu điều đó có ích cho phần rỗi của con. Một hôm người ta dẫn ông đến trước mộ Thánh Thomas thành Canterbury, để xin Ngài chữa cho ông ta sáng mắt. Ông ta được nhận lời, mắt ông ta liền mở ra. Cảnh vật tưng bừng reo vui trước mặt ông. Khi nỗi vui mừng đầu tiên trôi qua, ông mới chợt nhớ lại là mình đã quên thêm vào lời cầu nguyện câu kết thúc, nếu điều đó có ích cho phần rỗi của con. Ông liền trở lại viếng mộ thánh và xin được mù trở lại nếu điều đó đem lại lợi ích cho linh hồn ông. Thế là ông lại mù như trước. Người đàn ông trong câu chuyện trước đây tuy bị mù về đôi mắt thể xác, nhưng lại sáng ngời về đôi mắt đức tin. Đôi mắt đức tin của ông bừng sáng khi ông bằng lòng hy sinh đôi mắt tinh anh của thể xác để đổi lấy đôi mắt trong vắt của linh hồn. Người mù từ lúc mới sinh trong tin mừng hôm nay quả là một tấm gương sáng chói cho mỗi một người tín hữu chúng ta, được chữa lành đôi mắt thể xác là một hồng ân cao cả. Nhưng còn tuyệt vời hơn nữa, chính Đức Giê-xu đã khai mở đôi mắt đức tin cho anh, để anh nhận ra người là một ngôn sứ, là người bởi Thiên Chúa mà đến, là ánh sáng của trần gian. Nhưng đâu phải có một sớm một chiều mà anh có được đức tin người sáng đó. Sau khi được sáng đôi mắt thể xác, anh đã phải mò mẫm đi trong đêm tối của niềm tin. Anh đã phải vượt qua một chặng đường dài đầy cam go thử thách của tôn giáo, của lê luật, của những người pha-ri-siêu sáng mắt mà như mù lòa. Con đường đi tới đức tin của anh là con đường đầy chông gai, nguy hiểm. Hành trình đức tin của anh cứ bị khựng lại bởi những lời hạch sách, ngăn đe, dọa nạt của giới lãnh đạo tôn giáo bây giờ. Cuối cùng, thì anh đã vượt qua cuộc hành trình này, một cuộc hành trình đầy cam go để đến với một đức tin ngời sáng như đôi mắt của anh vừa được chữa lành. Trong khi người ta phủ nhận Đức Giê-xu là người của Thiên Chúa, thì chính anh lại can đảm bênh vực cho Đức Giê-xu và dõng dạc tuyên xưng niềm tin của mình.
Thiên Chúa không nhận lời những kẻ tội lỗi. Còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của người, thì người nhận lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ thuở mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì cả. Lý luận của anh mù đã làm xôn xao giới lãnh đạo của người Do Thái. Hóa ra, người mù thì lại sáng, mà người tưởng mình sáng lại hóa ra mù. Họ mù quáng vì luôn luôn cố chấp trong ý nghĩa lỗi thời, cho mình có quyền nắm giữ đạo đức truyền thống, nên những gì đi ngược với truyền thống đều là sai lạc, phải loại trừ. Họ mù quáng vì họ tự cao tự đại, luôn cho mình là người tinh thông luật đạo, lại thánh thiện đức độ hơn người, nên họ không bao giờ nhận mình sai sót lầm lỗi. Họ mù quáng vì lòng họ chai đá, không cảm thông được nỗi bất hạnh của kẻ mù lòa, cũng chẳng chia sẻ được niềm vui của người được sáng mắt. Và nhất là họ mù vì họ không nhận ra người đã làm cho anh mù được sáng mắt chính là Đức Giêsu Kitô, đấng là ánh sáng trần gian, sống bé nhỏ trước mặt Chúa cả khi người ta là vua David. Nguy hiểm biết bao khi luôn cho mình nhìn thấy rõ. Trong bao cái chi li của đời sống, làm sao chúng ta có thể nhìn thấy hết mọi vấn đề? Cái nhìn vừa mênh mông, vừa thiếu sót làm sao? Cái nhìn sai nào cũng gây nỗi bất công và đau khổ cho người khác. Tiêu chuẩn để khỏi phải hối hận vì gây đau khổ cho người khác là hãy nhìn bằng đôi mắt xót thương. Mù lòa thể xác đã là một bất hạnh không ai mong đợi, nhưng mù lòa tâm hồn còn là một tai họa khủng khiếp nhất. Người ta có thể trở nên mù lòa khi cố chấp không đón nhận sự thật. Sự thật về cái yếu đuối bất toàn của con người. Sự thật về một Đức Kitô bởi Thiên Chúa mà đến, đấng là ánh sáng thế gian. Để kết thúc, tôi xin kể lại với quý ông bà và anh chị em một câu chuyện mà chắc chắn rằng ai cũng đã có một lần nghe. Ngày xưa ở Ấn Độ, có một vị vua muốn tìm trò tiêu khiển, bèn nảy ra ý tưởng như sau. Vua cho quân lính đi lùng kiếm 5 người mù từ bẩm sinh, chưa hề biết con voi là gì, để đưa về triều làm trò tiêu khiển. Rồi vua cho đưa đến một con voi khổng lồ và bảo 5 chàng mù: các ngươi chưa hề biết voi là gì, thì hôm nay Trẫm sẽ cho các ngươi được biết. Các ngươi hãy tiến lại sờ voi rồi mô tả cho Trẫm và quần thần quanh đây biết hình hài con voi ra sao. Ai mô tả đúng nhất sẽ được trọng thưởng. Sau một hồi sờ voi, anh thứ nhất tâu: tâu bệ hạ, con voi giống y như một cột nhà. Đó là người sờ trúng cái chân voi. Anh thứ hai thưa: voi giống như cái quạt lớn. Đó là người sờ trúng tai voi. Voi giống như một khúc rễ cây ngoằn ngoèo. Đó là mô tả của anh sở trúng cái vòi voi. Voi giống như một tảng đá lớn, tròn tròn. Đó là người phát biểu của người sở trúng bụng voi. Anh thứ năm cho rằng 4 anh kia đều sai bét và phần thưởng chắc chắn thuộc về mình. Anh đắc chí tâu lên: thưa bệ hạ, thần tưởng rằng voi là con vật to ghê gớm. Nào ngờ giờ đây chính tay hạ thần sờ thấy voi chỉ giống như cái chổi cùn, với anh sờ trúng đuôi voi. Anh nào cũng hăng say và quyết liệt bênh vực ý kiến của mình, cho rằng duy chỉ có mình là đúng và người khác đều sai. Họ tranh cãi nhau kịch liệt, người này chê trách người khác là ngu, là mù, là rốt nát, rốt cuộc. Chẳng ai chịu ai. Cả 5 người nổi khùng lên, xông vào đấm đá nhau hung tợn, máu mồm, máu mũi trào ra, lai láng. Trong khi đó nhà vua và triều thần ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười cho sự mù quáng, đáng thương. Cả anh 5 mù đều thuộc diện mù lòa bẩm sinh, nhưng đồng thời cũng là những người mù quáng nặng nề. Người mù quáng chỉ biết một phần mà cứ tưởng rằng mình biết toàn bộ. Chỉ mới am tường một khía cạnh mà cho là mình đã quán triệt hoàn toàn, và cho rằng ai không suy nghĩ như mình, không cùng quan điểm với mình, không phát biểu như mình là sai lạc. Họ không thể chấp nhận được ý kiến của người khác hoặc tìm cách triệt hạ người bất đồng quan điểm với mình.
Đây là căn bệnh tinh thần rất phổ biến trong xã hội loài người suốt dòng lịch sử và đã gây nhiều đổ vỡ đau thương cho nhân loại. Những người biệt phái được đề cập trong bài tin mừng hôm nay cũng thuộc hạng người mù quáng. Mắt các ông tuy sáng, nhưng tâm hồn hoàn toàn mù tối. Các ông đã từng nghe lời Đức Giê-xu dạy, từng thấy biết bao nhiêu phép lạ Ngài làm, nhưng đồng thời các ông bao giờ tin. Vậy mà các ông vẫn không nhìn nhận ra Ngài là Thiên Chúa mà đến, mà còn nhẫn tâm trục xuất người mù vừa được Đức Giê-xu chữa lành ra khỏi cộng đồng, chỉ vì người này không cùng quan điểm với các ông, không chối bỏ sự thật như các ông. Như thế người mù quáng tự làm cho mình bị suy thoái nghiêm trọng, trở thành người xấu xa và gây thiệt hại khôn lường cho người khác. Ngoài ra, điều tệ hại nhất là người mù quáng ít khi tự thấy được sự mù quáng của mình, không nhận ra lầm lỗi của mình, kể cả những tội tày trời, nên càng ngày càng lún sâu trong tội lỗi và vô phương cứu chữa. Để kết thúc, xin mời quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả hãy cùng tôi dâng một lời nguyện xin. Lạy Đức Giê-xu, như những người biệt phái xưa, con là người mù quáng cần được Chúa xót thương. Xin thương mở mắt tâm hồn con như Chúa đã mở mắt người mù bẩm sinh được thuật lại trong tin mừng hôm nay, để con được thoát khỏi tối tăm lầm lạc và được hoan hỷ bước đi trong ánh sáng của tin mừng. Xin cầu chúc quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả một đêm an bình.